Rồi anh Vàng ơi, cho anh em biết địa chỉ mình luôn ha anh Vàng. Ở đây là ở thị trấn An Châu, Châu Thành, An Giang. Ngày hôm nay thì mình giao lưu với anh em như góc mai ha anh Vàng. Góc mai này là góc số 1. Dạ. Mười mấy góc á. Mười mấy góc ha anh. Rồi đầu tiên sẽ quay cho anh em tham khảo mã số 1 nha anh em. Cái này chiều cao nó khoảng nhiêu anh Vàng? Chiều cao 6 mét á. 6 mét. Hơn 6 mét, còn 8 ngàn anh. 8 ngàn tầm khoảng nhiêu anh Vàng? 8 ngàn là 7 mét á. 7 mét. Cây là cốt cành nguyên zin hết luôn hả anh Vàng? Đây anh em. Cái mặt bông nó là chuẩn, nó là nhiêu cánh anh Vàng? Nó từ 5 đến 12 cánh. 5 cánh đến 12 cánh. Cái này là mình vô nước nhôm mà thứ mấy anh Vàng? Mới vô nước đầu tiên anh. Đây, quay cho anh em một vòng phía bên trong anh em để anh em xem cho nó kỹ nha. Cái này lên được mấy thân anh Vàng? 3 thân. 3 thân. Đây anh em. Ở dưới này bộ đá dữ không anh Vàng? Đấy, chưa đẹp. Dạ. Mình có tấm hình hồi đó mình chụp mà là bộ đế không anh? Có ha. Rồi anh em mình tham khảo cho nó dễ nha. Đây. Cái cây này lâu năm chưa anh Vàng? Cây này chủ nhà nó là 6 mấy năm rồi đó. 6 mấy năm rồi anh. Đây anh em. Cái này thì anh vô được một nước rồi. Anh em là về mình thấy mình con nhẹ vô rồi mình tạo lên cái bộ tàng mình chơi anh em ơi. Cái này nó tầm được bao nhiêu năm rồi anh Vàng? 2 năm rồi anh. Đây, quay cận cho anh em tham khảo một chồng. Mình vô mình đo thử thông số đó khoảng nhiêu anh Vàng? Nhiêu anh? Ở trên là 81. 81, rồi. 80 đi. Rồi, mình đo cao chút xíu anh Vàng ơi. 82 ở trên ha. Dạ. Rồi, đo sát bên trên nha anh em. Nhiêu anh? 78. 78. Rồi, mình áo. Mình ra mình quay xa cho anh em cái bộ tàng nha. Đây, cây khá là lớn rồi nè. Anh Vàng vô Vàng đứng, anh Vàng giang tay cho anh em mình dung được cái cây luôn anh Vàng ơi. Đây anh em. Cây này thì tàn tán lợp lại là nhìn thấy cây nó cũng không nha anh em. Nó nguyên cuộn tàn khá là lớn. Quay hết cho anh em một vòng qua để anh em xem kỹ cuộn tàn nha. Đây, nguyên cái vàng tàn đó anh em. Cây số 1 này thì mình giao lưu với anh em giá sao anh Vàng? Giá 160 triệu tại vườn á. 160 triệu hả anh? À. Mình gọi tiếp theo anh em mã số 2 nha. Cây này chiều cao nó khoảng nhiêu anh Vàng? Cỡ 2 mét mấy à? 2 mét mấy. Còn 8 ngang anh? 8 ngang nó là 3 mét. 3 mét. Đây quay cho anh em một vòng nha. 8 ngang 3 mét chữ á. Dạ. Mặt bông chuẩn là nhiêu cánh nha anh Vàng? 5 cánh đến 8 cánh á. 5 cánh đến 8 cánh hả anh? Đây sẽ quay cho anh em một vòng của cái bộ đế này nha. Ở dưới đế mình còn nữa không anh Vàng? Còn một chút thôi. Dạ. Thôi mà để bàn tay thử cho anh em hình dung bộ đế luôn anh. Đây. Đâu mình đo thử coi cái thông số nó khoảng nhiêu anh Vàng. Đây cho anh em. Rồi tại chiếc trên nha anh em. Nhiêu anh? 43. Rồi mình áo nhẹ cái nồi đế đi anh. À. Rồi bát thước. Cái số 2 này mình giao lưu với anh em giá sao anh Vàng? Giá 20 triệu anh. 20 triệu. Một cốt đi lên. Mã số 3 nha anh em. Cái này chiều cao mình tầm khoảng nhiêu anh Vàng? Chiều cao có 4 mét á. Còn 8 ngang anh? 8 ngang 3 rưỡi rồi. Cái mặt bông này mình thấy chưa anh Vàng? 58 cánh luôn á. Bông chùm mình 58 cánh á. Cái này anh em về con nhẹ bộ tàng vô cái mình chơi anh em được cái bộ đế nó hơi bị đẹp nha. Cái nhìn giống dưới nó giống cái xù của anh Vàng. Sù gốc luôn. Đây, bốn bên đều hết nha anh em. Đây là nguyên cái bộ đế này, anh em thấy đều do hết trơn nè. Anh Vàng để nhẹ cái tay cho anh em hình dung được cái cục đế đặt đó lên nha. Đây anh em. Đó là đóng nguyên cái khối đế đặt nha anh em. Một cốt đi lên. Rồi, ok anh ơi. Để em qua bên kia em quay anh em xem nguyên cái bộ đế nè. Đế đóng đều hết bốn bên luôn nha. Đây. Ở dưới đây mình khai thác được nữa không anh Vàng? Dạ. Hết hả anh? Hết còn nữa nhưng mà mình không có khai. Nè. Dạ. Như đây còn đế nữa nè. Dạ. Đi qua đây còn đấy, còn đây còn đấy ra nữa. Mình đo thử cái hoành nó khoảng nhiêu anh Vàng? Mình chỉnh cái eo luôn. Rồi, tại chí số 1 nha anh em. Nhiêu anh? 41. Rồi mình đo cái cục đế đi anh khoảng nhiêu anh? Đây là nguyên cái khối đế đặt luôn nha anh em. Nhiêu anh? 91. 91. Rồi. Đây quay cao lên cho anh em xem cái đó nha. Cái nồi dưới thì tầm khoảng 200 anh em ơi.
Cây số 2, cây số 3 này mình giao lưu với anh em giá sao anh Vàng? 18 triệu. 18 triệu anh em ơi. Cây này anh em. Cây này chiều cao mình tầm khoảng nhiêu anh Vàng? Bằng tương tự 4m. 4m, còn tán ngang khoảng nhiêu anh? Tán ngang cũng tự 3m. Cốt cành nó là nguyên zin hết luôn hả anh Vàng? Nguyên zin hết. Không chưa sửa hết. Rồi, đây mình quay cho anh em một dòng nha anh em. Dưới là bộ đế nè. Cây này cũng đang xù hả anh Vàng? Đang xù. Ở dưới gốc nó đang xù nè, nhìn đây vàng giống con thú. 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 Dưới đây mình khai thác đế được nữa không anh Vàng? Không, cây này không có khai thác đất đó. Đây nè. Có nhiều nổi lên hết rồi anh em ơi. Cái cây này lâu năm chưa hả anh Vàng? À, chủ nhà nó là hơn 20 năm đó. Hơn 20 năm. Cái bông chuẩn là bao nhiêu cánh nha anh Vàng? 5-8 cánh luôn. 5 cánh đến 8 cánh. Cái này mình cho anh em xin nhẹ thông số luôn anh Vàng ơi. Một cút đi lên nha. Cái này là tất cả đều bán tại vườn hết hả anh Vàng? Tại vườn hết. Tại vườn hết. Nhiêu anh? Xác đế là 48. Rồi mình đo cục đế đi anh. 63. Rồi mình đo ngoài luôn anh, nguyên cái nồi luôn khoảng nhiêu anh? 150. Rồi tính em 150 thôi anh Vàng ơi. Rồi 150. Cái này thì mình giao lưu sao anh Vàng? 18 triệu với anh em luôn. 18 triệu anh em chốt một cặp hai ba gốc gì mình có giảm nhẹ tiền cà phê pháo cho anh em không Vàng? À, miễn anh em chốt hai ba gốc thì mình có thể bao phí anh em phí ship 200 nghìn. Rồi. Rồi tiếp theo anh em. Cái này chiều cao mình tầm khoảng nhiêu anh Vàng? 4m ạ. Cái này được bộ đế đẹp anh em. 4m. Còn mặt bông nữa nè anh em ơi. Mặt bông luôn. 6 cánh. 5 cánh, 6 cánh. 8 cánh. Có 8 cánh luôn hả anh? Ừ, 5 tới 6 tới 8 luôn. Một bát đi lên luôn. Đây thì nó được cái bù đế vậy nè anh em ơi. Cây này hơi lết ha anh Vàng. Cây này mình đem về đã lâu chưa anh Vàng? À, đem về được năm mấy rồi. Một năm mấy ha anh. Rồi quay tổng thể cho anh em nguyên cái hai rễ. À, có đế chừng nó chịu đầy đủ ha anh nha. Đây nè, mặt bông nè anh em. Có một bông sẵn luôn nè. Đây nè, năm rồi chắc năm nay chắc hồi đầu năm chắc nó nở bông dữ lắm ha anh Vàng. Quá trời cái bông chùm chùm không anh em. Bông đẹp lắm. Dạ, mình cho anh em xin nhẹ thông số nó sao anh Vàng? Dạ. Ở dưới này mình khai thác đế được nữa không anh Vàng? Còn được nữa đó. Còn được nữa ha. Nữa đó. Dạ. Chưa, tại vì nó rễ nó quá. Cái này cũng khó đo, không biết đo làm sao nó đo đại cho anh em hai thông số đi. Tham khảo ở trên đi. Dạ. Rồi anh em tính xuống dưới. Nhiêu anh? Ở trên đây là 40 á. 40. Rồi. Chừng 40 luôn. Rồi. Rồi anh đo thử cái cục đế luôn anh nha. Hai trăm. Cây này thì mình giao lưu với anh em giá xanh vậy? Giá 18 triệu luôn á. 18 triệu luôn. Rồi anh em chốt hai ba gốc thì giảm cho anh em. Có alo có chốt anh em ơi. Rồi tiếp theo anh em. Chiều cao mình tầm khoảng nhiêu anh? Này cỡ 3m à. 3m. Còn tán ngang anh? Tán ngang cỡ 3m luôn á. Đây mặt bông này anh em. 6 cánh anh em ơi. Cái này 6 đến mấy cánh anh Vàng? 5 tới 8 luôn à. 5 8 cánh luôn ha. Mình tiễn quá sao anh Vàng? Cây xù của anh. Đang xù chảy luôn. Mình đo thử thông số luôn anh Vàng ơi. Ở dưới này mình còn đế đâu anh Vàng? À, còn nè. Dạ. Đó, anh em tới mình cho môi coi chơi không anh? Cho. Bình thường thôi anh. Thoải mái, thoải mái. Đây ở dưới. Nhiêu anh? 412. 12. 43 42 thôi. Rồi 42. Cây này mình giao lưu sao anh Vàng? Cái này giao lưu anh em 13 triệu thôi. 13 triệu. Rồi góc tiếp theo anh em. Cây này chiều cao nó tầm khoảng nhiêu anh Vàng? Này 3,5m à. 3,5m, còn tán ngang khoảng nhiêu anh? 4m. 4m. 4m, 4m hơn à. Dạ. Đây nè, mình quay tổng thể cho anh em xem nha. Ở dưới thì còn đế không anh Vàng? Còn đế. Còn đế. Chồng không có môi anh em ơi. Đây. Cái này đó giờ đem đi đây lâu chưa anh Vàng? Đem dựng năm mấy rồi, đem dạ. Dựng năm mấy. Chứng bông nó là nhiêu cánh nha anh Vàng? Cũng 5-8 cánh luôn. 5 cánh đến 8 cánh luôn ha anh. Ừ. Để dễ nhiều lắm. Dạ. Mình cho anh em xin thông số luôn anh. Lên ha. Dạ. Rồi. Trên. Nhiêu anh? 50. Rồi mà đó thoát thân nó khoảng nhiêu anh nha Vàng? Ở dưới là nó miễn sắc đế á là 54. 54. Rồi, thoát thân luôn anh. Thoát thân nó là 50. 50.
Cây này em giao lưu với anh em giá sao anh? 20 triệu. 20 triệu. Rồi. Chiều cao mình khoảng nhiêu anh? Cái 4,5 m. 4,5 m. Tán ngang khoảng nhiêu anh chàng? 4 m. Đây nè, quay cho anh em một vòng của cái bộ đế nha. Đây. Dưới mình còn nữa không anh chàng? Còn. Anh em đã tới vườn coi thoải mái. Đấy. Dạ. Phòng rồi coi thoải mái. Rồi, mình cho anh em xin thử thông số luôn anh chàng ơi. 3 vòng nữa ha. Dạ. Rồi, phía trên 40. Rồi. 44. Rồi, mình đã sát cũ với bao nhiêu anh? 59. Rồi. Cái này giao lưu với anh em giá sao anh? Đây là giao lưu với anh em giá 16 triệu á. 16 triệu. Tại vườn đó. Tại vườn. Rồi, tiếp theo anh em. Cái này chiều cao mình khoảng nhiêu anh? Hơn 6 m. Hơn 6 m. Mới rút tàn lại là dạ. Tới rồi ngang tới 5 m à. Mình tán ngang nó khoảng nhiêu anh? 5 m á anh. 5 m. Mặt bông nó sao anh Giang? À, mặt bông á vỏ hẩm nó đào vậy thì thấy nó chỉ 5 cánh có, 6 cánh có, còn nhựa mình không biết. Dạ. Ừ. Rồi, để mình quay cho anh em một vòng. Cái này bữa lấy được. Đây, khai thác nhẹ nhẹ cho anh em xem mấy cái ngấn thôi nè. Còn sâu quá anh Giang. Sâu. Cái này còn bầu cũ không anh? Còn bầu cũ luôn. Còn bầu cũ luôn ha anh. Ừ. Dạ. Mấy ngấn ngắn còn năm còn dưới. Đây. Quay cho anh em dòng cái ngấn này nè. Mình đo thử thông số luôn anh Giang ơi. Eo đi. Dạ. Eo cao đi, eo nhỏ nhất đi. Rồi, nghe cái eo anh em. 48. Rồi, mình đã sát dưới đi anh. 63. Sát cổ rễ anh em. Sát cổ rễ luôn. 63. 63. Rồi, cái này mình giao lưu với anh em giá sao anh? Giá giao lưu với anh em 35 triệu á. 35 triệu. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo anh em. Cái này chiều cao khoảng nhiêu anh? Chiều cao 2,5 m. Còn tán ngang khoảng nhiêu vậy? Tán ngang tới 2 m. Cái này đế dưới khai thác chưa anh? Còn đế dưới rất đẹp. Đây. Giờ bưng dễ con quá rồi. Dạ. Cái này anh em tới coi thoải mái anh vậy. Ừ. Cái mặt bông chuẩn là như cánh anh vậy? 5 tới 8 cánh. 5 cánh đến 8 cánh nè. Bao bông cho anh em anh vậy? Bao bông. Bông bự lắm. Tại vì dạ. Để mấy gậy khô với chưa không dám với nước rồi. Dạ. Rồi mình đo thử thông số luôn anh vậy. Rồi, tại chiếc số 1 nha anh em, sát cổ rễ. Rồi. Nhiêu anh? 45. Rồi. Góc tiếp tên cao đi anh, chó hai thân ấy anh. Khoảng nhiêu anh? 42. Cây này mình vô được mấy đứt dâu mà anh vậy? Mới biết đầu á. Cây này mình vô luôn với anh em giá sao anh? 9 triệu. 9 triệu ha. Tặng cả cái chậu luôn hả cho anh chàng? Luôn. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo anh em. Cái này chiều cao khoảng nhiêu anh chàng? Cao 2 m à. 2 m, cây đang xù quá anh nha anh chàng. Cây này được cái bông đẹp nha anh em. Đây có bông cái này anh em. Bông này mấy cánh, cho anh chàng? 5 cánh, 12 cánh ha. Cái này em quay cho anh em một vòng qua nha. Mấy cái mảng này xù lớn nha anh chàng. Rồi, ở phía dưới mình quay cho anh em tổng thể cái dòng bộ đế này. Đế này nếu mình khai thác còn nữa không anh chàng? Còn nó dưới vậy đấy nữa, mình không á. Dạ. Đây nè, mấy cái mảng xù này lên nhiều quá anh chàng. Cái này anh cho anh chàng vô đo thử thông số luôn anh chàng. Sát con ghế bự đi. Dạ. 45. 45 rồi, mình đo cao chút xíu anh. 41. 41 rồi, mình áo nhẹ nồi đế luôn anh chàng ơi. Nhiêu anh? Cái xù này mình giao lưu với anh em giá sao anh vậy? 15 triệu á. 15 triệu, tặng chậu luôn nha anh em. Tặng chậu luôn. Rồi. Rồi, tiếp theo anh em. Cái này chiều cao nó khoảng nhiêu anh Đặng? 8 ngàn khoảng nhiêu anh? Rồi. Dạ. Đây anh em quay cho anh em một vòng cái bộ đế anh. Tốt thành là nguyên kia nó là anh dạ. Anh em. Nhiều chồng á anh em. Cái này mình đo thử thông số luôn anh chàng ơi.
mặt bông nó sao anh Vàng? Bông nó chưa thấy mặt ha. Nhiêu anh? 11 đến 50 nè. Rồi, cục đế là khoảng nhiêu anh? Rồi, 59. Cái làm giao lưu sao anh Vàng? 13 triệu. 13 triệu bán tại vườn nha anh em.